Trời ơi mệt quá. Mệt lắm lên không có nổi. Lúng quá trời, lúng lúng tới ngực chú luôn mà. Nó vừa đói nữa. Nó đói quá trời đói. Nhờ cái con đó mà nó kích động tinh thần của chú mới làm nổi cái mồi. Chứ không là chú đi hết nổi hồi nãy chú về rồi. Đúng vậy. Con không gì ăn sao con không vậy chú? Bắt lương thì ăn lương lương con. Nó chú ăn nó đi. Ăn hết nổi rồi. Mệt quá ăn không nổi ha. Nhiều khi mình một lát ăn tiếp. Dạ. Có đá nè chú. Uống cho mát. Trời nắng quá nè. Dạ. Đó, ở đây á thì phá xe vậy đó. Cú mắc hết chiếc xe rồi đó. Đi làm không có nhiêu tiền mà. Ừ. Mất chiếc xe nữa. Mất xe là mất cái chân rồi. Mất chiếc xe, trên xe 1 triệu bạc cũng bán được, lúc đó nó túng lắm. Dạ. Lúc tháng trước á, nước nó vừa dọn lên á. Nó là nước nó còn chưa có dưng nhiều á. Trời ơi luôn. Bữa 300-400 ngàn, 200-300 ngàn chú bán được 4 bữa. Bình quân cũng như là bữa 200 ngàn đi. Dạ. 4 bữa 1 triệu bạc. Rồi giấy tờ trong xe, để trong cốp xe lấy luôn. Mất hết luôn. Mất luôn. Xe này giờ chú mua thiếu. Hai chú cháu lội quá trời lội. Trời ơi sâu dữ. Đó, cái bờ nó bể. Biết vậy con đem. Biết vậy con đem theo cái nguồn thun trên đó. Dễ rồi. Mai mốt á. Chú có về nhà hay hoặc là chú con cũng cần hỏi chú gì á. Là con điện nhiều khi chú ngoại trừ chú là sạc pin hay hoặc chú đi đâu vắng chú sạc pin ở nhà chú bắt máy thôi. Dạ. Chứ còn là con điện là chú biết. Giờ cái môn nào hả chú? Thì tao thấy mày mệt rồi tao đứng tao chờ mày đó chứ. Con không mệt. Con quen rồi. Con sợ cái vỏ thôi chứ không có gì hết. Lội lội thoải mái luôn. Con cũng lội dữ lắm. Đó. Cái môn này hả chú? Đây nè, cái đống cỏ này thấy không? Dạ. Đó ăn đấm rồi đó, còn ngoài kia nữa. Ngoài bên tấm biển bên này. Bên cái đầu góc nhà đó. Dạ. Mà đầu góc nhà nó nước nó chưa vô nên mình mắc chờ chờ vậy đó. Dạ. Rồi theo cái bờ này mấy đống nữa. Vậy con nghĩ là con lươn nó vô từ khuya chứ. Công nhận thì nó vô hồi khuya nhưng mà cái mô cỏ mình ở dưới chân nó nổi lên mình mới đẩy. Dạ dạ rồi vô được. Dạ. Chứ còn nó nằm ệt dưới đất thì nên mình đâu có đẩy vô được. Nó vướng vướng đất rồi nó mình đâu có đẩy vô được. Mà mình đẩy vô không được thì con mình bắt không được luôn. Dạ. Hồi nãy là cái khu đó là chú bắt có lương không mà cuối cùng lại là cái trục đóng đó không có lương. Chú mới tức đó chứ. Đó. Rồi con cứ bình thường đi. Dạ con không động, con đứng trên bờ. Ấy ừ, đó, rồi coi cách thức chú làm. Dạ. Đó, mình phải sạn con ốc đồ mình nhử nó mới được chứ khi không mà xuống chắc đống cỏ không con ma nó vô à. Dạ. Nó phải ăn giống như cái mồi trúng vậy đó. Dạ. Đó cho đó con đó mình làm cho nó đủ kỹ thuật. Này mấy chục năm kinh nghiệm trong nghề hả chú? Tao làm năm 94 năm. Ủa 90 90 hả? Không mà tính đi bây giờ là 90 đó 30 mấy năm rồi. Mà tính đi nên nó là đúng độ á. Chú làm biến đạt không phải làm biến mình không biết mọi thuốc á. Dạ. Cái mình đặt không được cái chú ghét chú thèm. Còn này nếu mà kêu đúng miền Tây mình kêu ủ lương á. Ủ lương hả chú? Ờ cái xóm Xuân Hiệp một lần á là mấy người cỡ chú là đi tranh nhau mà đi làm chứ ở đó. Dạ hồi lúc mà còn nhỏ á, thiệt là nhỏ luôn á. À. Là con có thấy mấy ông chú á. Ông đi sao? Đi làm cái kiểu này nè. Hồi nay là
Đã mấy chục năm rồi. Hai chục năm, hình như hai chục năm rồi. Hơn. Con không có... Làm sao mày tìm lại được nữa? Dạ. Đó. Phải nhử nó như vậy á. Mình lễ ốc ra hả chú? Đó, mình ấy con ốc cho nó chết. Thấy không? Ngoài ốc ra mình còn làm gì thêm không chú? Thí dụ như có con cua thì bắt con cua. Dạ, cua ốc thôi. Dạ, cái loại này nó mê đồ thúi. Dạ. Cái này nè, bỏ con cá biển vô nó không vô luôn. Dạ, đặc biệt ốc với cua thôi. Ừ. Con cá biển, con lươn nó không có ăn. Dạ. Nhưng mà con cá đồng mình thì còn bỏ đầm bậy bạ nó thì còn có được. Còn chú để mấy đi, bao nhiêu lần rồi, chú thử để cá biển ngay chỗ bụi tre con nhỏ nó bán đó. Dạ. Chú xin chú để, không bao giờ nó có. Vậy là cái này mình chỉ cực công thôi chứ đâu có tốn mồi mèn gì hết chú. Không. Ốc thì mình lụm mình lễ ra. À, vậy đó cái rồi. Con nào nó có thì nó có. Nó vô rồi nó ở thì mình bắt vậy rồi. Ủa mình ủ về qua ngày sau mình dở tiếp hả chú? Ờ. Mình làm chừng 5-7 lần vậy đó. Mà chỗ đó nó không có thì bắt đầu mình bỏ cái vùng đó. Dạ. Nhiều lúc con hang mấy con nó trong hang nó chưa ra kịp. Đó, nên bởi vậy mình đâu có biết được. Nhưng mà nhiều khi có cũng không, mình cũng không biết được nữa. Dạ. Là vì cái thằng chích điện. Dạ. Nó gặp vậy là nó xôm chậm. Nó xôm thiện lương ra nó bắt. Đó. Được bao mấy con hả chú? Ờ, đó. Nó có lớn có nhỏ, nó làm vậy á. Có lớn, có nhỏ. Cái ụ này con quá. Ụ này được bao bốn con nè. Thấy chưa? Thôi, chú bắt con lượng hay quá. cái miệng nó bị say kìa. Đó. Nhỏ nhỏ này tao chiều tao làm mồi câu cá. Gió câu sậy đó, câu mình thả dưới nước á, nằm á. Dạ. Cái là bắt đầu con lươn nó cũng ăn, con cá lóc nó cũng ăn, con cá trê nó cũng ăn. Con ếch nè chú. Con ếch nó cũng ăn luôn. Thời trước con cũng có câu ếch. Ừ. Đây nữa đây nè, chứ không phải. 5 con hả chú? Nè, thấy không? Chứ để sót rồi sao? Chưa. Dạ. Dạ, Đời Sống Giả chào cả nhà nha. Buổi sáng hôm nay á, Đời Sống Giả cùng với chú Bảy á đi ủ lươn nè cả nhà. Hiện tại giờ chú Bảy đang hướng dẫn cho mình cái cách ủ lươn. Hồi nãy là bắt, còn bây giờ phải làm. Dạ. Làm cho nó vô bắt. Cái này là chú hướng dẫn chi tiết luôn là cái cách mà ủ lươn nè. Đó. Thấy không? Đó. Không thù dữ lắm. Này truyền nghề luôn chứ vậy. Đó. Cây cỏ này phải rửa cho sạch sình nữa nè. Chứ hồ sình nó đâu có vô. Dạ. Ủ mồi mà nó nghe mùi mùi cỏ thúi sình thúi không mà cái con ốc nó đâu có bay cái hơi ra. Dạ. Nó bị áp mùi hả chú? Vậy chứ cái mùi sình nó đâu có ra. Ra cái mùi ốc. Nó cũng giống như mình đặt trống vậy đó. Dạ. Mình phải lội nhẹ nhẹ hay hoặc là mình làm nhẹ nhẹ ngay cái miệng hôm của mình đặt trống chứ không là làm mạnh quá rồi nó ra sình thúi rồi nó cái mồi thuốc của mình nó đâu có tác dụng. Dạ. Đó. Thấy không? Đó. Đây là đúng là cây nhà lá vườn. Có gì dùng gì luôn. Đây, bắt ốc nhử thôi. Chỉ có vậy thôi. Có ốc thì nhử ốc, có cua nhử cua, không có cần thuốc men gì hết. Không có gì hết á. Kiếm ốc thôi chú. Thì đó. Sẵn đây rồi. Của nó à, dao nó à, chỉ có bỏ cái công thôi. Đó. Lỡ bắt không có thì đồ nghề đây, dự trữ đây. Đây ốc đây. Đây. Đây là chút. Đây. Lỗi chết rồi. Ừ.
đi ăn thì trước sau gì cũng phải vô đây. Vậy thôi, kiểu cũng như là mình cắt cái nhà trọ cho nó. Dạ. Chặt cỏ nó nhỏ ra vậy để mà khi mình vũ đi rằng cho mình đỡ mệt. Dạ. Mà dạ, nó lẹ nữa. Nhờ chú mà con mới trải nghiệm được cái cách ủ lương như vậy nè. Đợt trước thì thấy thôi chứ không có đi theo mà chi tiết. Trời ơi, đây là chi tiết nè. Dạ. Mày hàng trăm năm quá mới nghề này nè chú. Mới nghề, gọi chung là cái nghề thô sơ hồi xưa. Thô sơ phong tục của mình á, ông bà mình hồi xưa. Dạ. Chứ giờ công nghệ hết rồi. Đó, chứ mình... không còn vậy. Gặp chú con mừng ghê luôn. Đó, ở đó đi nha. Ủa đó có ụ hả chú? Vậy con thấy ụ này không à? Vậy chờ, chờ chú ụ trên. Vậy mà con chờ chú ụ ở trên. Đứng đây, đứng ở trên thôi. Đứng đây hả chú? Sâu hả? Có dấu có không chú? Này cũng không đến nổi, qua đầu gói xíu à. Ừ. Coi luôn. Con sợ mà mấy cái nào mà nó hụt đầu quá chợt thôi. Ướt vỏ thôi. Chứ lội mà tới lưng quần được. Cái mương bên kia. Cua này hồi đó kêu là cua Nam Giang. Ừ. Ai có chú, con lại bự hơn các con ở trong kia nữa chứ. Đã vậy nó mới đạt tinh thần của chú chứ không là con đồ dè mắt rồi. Dạ. Con này bự à? Bự hơn các con ở trong cái bao của mình bắt. Dạ. Tao chú nắm giùm con thử con bự này thử. Trời ơi đơn giản nè. Dạ. Nè. Nhìn nè thấy không nè. Ôi ơi. Cái quéo một cái một nè thấy không? Cứng ngắc luôn luôn. Nó cho nó bò tới đây. Dạ. Là bắt đầu mình cử động. Dạ. Là mình siết vô là nó sẽ thụt xuống tới đây. Là dưới đây cái mặt của nó nè, mình bóp ngay đây là cái mặt của nó đâu có dám lùi xuống nữa. Đau cái mặt hả chú? Lùi xuống nữa nó dập mặt nó chết rồi làm sao? À, hèn chi của... Trời đất ơi, đó là cái kỹ thuật. Hèn chi con hâu, ủa sao nhiều người bắt lương hay quá. Quéo cái con lương nó giống như bị điểm quyệt vậy đó. Đúng không? Dạ. Đó là cái kỹ thuật nó là như vậy á. Trời ơi. Nè thấy không? Chú Bảy không siết. Là cái mặt nó tại ngón tay của chú nè. Chú Bảy siết lương thì sao mà nó nằm vô luôn. Thấy không? Đúng. Cái kỹ thuật nó là như vậy. Này còn mới chứ còn á cái cách bắt lưng. Còn càng lớn á, còn lớn nữa thì người nào mình quéo mà hết ngón tay của mình á. Dạ. Thì mình dùng cách khác là mình sẽ nắm. Nắm nó như vậy. Dạ. Thấy không? Bóp giữa thì mình bóp như vậy thì nhưng mà cái ngón tay của mình cũng độ xuống 10 phân. Dạ. Trên đầu nó xuống 10 phân thì mình bóp sát bàn tay của mình vô. Dạ. Bóp sát vô thì nó đâu có lùi xuống được. Dạ hàng chi con bấm sao mà chạy, bấm sao chạy xong cho dù bỏ trong thùng bấm cũng không được nữa. Đó. Bóp sát nó vô thì bắt đầu là nó tụt xuống là cái mặt của nó. Này học hỏi kinh nghiệm bắt lương. Thôi thôi. Thấy chưa? Không nắm lương gì đâu mà nè. Nó nằm chết luôn á. Sắp chết rồi đó. Nè, bầm mình hết rồi nè, máu dạ. Chảy không đều bầm mình hết rồi nè. Dạ. Nè, đỏ tươi rồi nè, thấy chưa? Dạ, rồi, thấy rồi. Ừ. Trời đất ơi. Muốn bắt lương một đó.
thả ra giờ hết bò đó, chút xíu nó mới bò được, máu nó chạy đều nó mới bò được nè. Dạ. Thấy không, nó đụng nó vậy nó hết bò rồi nè, nó từ từ nó mới bò. Tức mình thật ta. Ừ, không có được đâu con. Ừ, thử rồi đó, thấy chưa, đúng cao thủ. Chỉ cái điểm quẹt lưng, chỉ điểm quẹt lưng nắm ngay nó rồi đó, ngay cái mặt đó là ngay chỗ đó đó. Rồi rồi con biết bác rồi. Ừ, mai mốt về là chết với chậm đó. Rồi đó, chứ không ai chỉ đâu, nghề dạy nghề rồi, không ai chỉ đâu, chỉ rồi bắt hết rồi có ngoài sông nước rồi rồi ngộ á, ngoéo đó cái nằm em gu ngay điểm đó à. Thường thường con cầm vậy nè, con bóp giống như bóp không có được, bóp luôn nguyên bàn tay vậy nè. Vậy là không được. Không được. Thường bóp để coi, bóp vậy. Ừ, lương thường thường à, à bóp đó đó, bóp về chạy chứ hay, sao đụng nó chạy à hay. Nè như cả nhà bóp về chạy à, bóp là luộc à, không có gì được. Thôi được rồi, không bao giờ bắt được đâu nè. Đó, bóp cái tuột à, không có bóp cái tuột. Ừ, hay nhớt ra tuột mà mình quéo vậy là nó bị điểm quẹt. Ừ, nay học thêm cái cách bắt lương. Mình làm cái gì mình cũng phải. Bữa nào chú đi thục lịch, chú lịch cháu mình là đi như vậy. Con học hỏi thêm thục lịch nữa. Lịch nó là như vậy đó. Dạ. Bên cái tám đó nó ngứa quá trời ngứa. Lội thêm sao chú? Có không chú? Đây thử coi. Ê đây đây. Ồ, một con hả chú? Từ từ coi. Đâu còn nữa. Ôi vô bầy, trời đất ơi, quá trời. Bà không còn lên trời ơi mày quá. Cái ụ cái ụ ngay chỗ mộng ngon quá. Trời đất ơi, nãy giờ thả rồi thất thù. Cái thù trúng được mẻ nè, ngon quá. Được mấy con đây nè, bự trà má luôn. Ngon quá. Ôi đã quá, mừng quá. Ôi đây đây nè, một bầy luôn. Nó vô cái ụ này chú ủ lâu chưa chú? Thì cái mỗi bữa mỗi bắt vậy đó. Dạ. 1 2 3 4 ý da một con bự nữa. Đây xuống quá. Rồi chúng nó nhiều ụ chúng thấy ham quá chú, vậy mới đam mê đó, bỏ cái nhà này, bỏ xứ đi đó. Làm nghề này đó. Cái này mình có cần thêm thuốc vô hay là thuốc cái gì? Ốc với cua thôi, ốc với cua thôi mà con bắt lương nè, đơn giản thôi nè coi tôi bắt nè không. Dạ. Thấy chưa, đố ai làm như tôi được không? Chuyên nghiệp nè, bắt cái con lươn đó nó cứng nè đây nè. Dạ. Nè ha, nè đó coi tôi bắt này không, thấy chưa, mỗi phát luôn trời. Gồng cái tay mạnh lên, thả nó vô, đụng nó rồi là siết lại liền nghe không. Dạ. Đây nè thấy chưa, nó đơn giản thôi nè, thấy không. Dạ. Ừ, còn con này bé quá thì từ từ, để không là cái ngón tay của mình là không có vừa với nó. Dạ. Nên phải dụ nó từ từ đó, nó phải tuột như vậy á, dụ nó từ từ đó. Vô. Thấy không, rồi hết cho chú tròn con hết chứ. Còn dính cái đám bả môn đó rồi. Còn xin phép gì trước. Ừ, thấy chưa, chưa giờ. Còn đang đi làm ấy em. Về nghỉ. Mai tôi sẽ mở cửa cánh đồng quan này. Tiếng sâu vô thêm hả? À, không phải là tiếng sâu ở đó không. Mà toàn bộ là mấy cái bên đây mình chắc là trúng hết rồi. Dạ. Đi cái vạt này trúng rồi, mình đi theo vạt này thì nói tiếp luôn. Chúng hết rồi. Bởi vì nhà nãy giờ nó có chứ không phải là không có, nhưng mà con nhỏ. Dạ. Người ta bí nước. Có nhỏ có lớn. Dở có là ngon. Đi theo được. Mừng.
mệt lắm lên không có nổi. Lúng quá và lúng lúng tới ngực chú luôn mà. Nó vừa đói nữa. Nó đói quá trời đói. Nhờ cái con đó mà nó kích động tinh thần của chú mới làm nổi cái mồi. Chứ không là chú đi hết nổi hồi nãy chú về rồi. Đúng rồi, tới chưa à. Con này đâu rồi? Ừ, đây, thấy chưa? Cũng chậm nè. Chậm thì nó bự hơn bằng mấy con ở trong bao. Dạ. Lương mới dùng này vàng nín ha, con. Chú này nhiều tuổi vậy chú bảy? Hả? Chú này nhiều chú tuổi. Chú mới 50 mấy à, 56 57 vậy à. 56 57 mà con trẻ trẻ như chú mà lội nãy giờ con còn thở dốc. Trời ơi. Chú lội quen nè. Thanh niên mà giờ lội ra rộng. Trời ơi mấy đứa không có biết đâu. Là cái sức lao động của tụi bay á là ở trên khô, làm bằng trí tuệ. Dạ. Nói chung là cuộc sống của mình á, xã hội nó đã phát triển như vậy rồi. Còn chú á với cha mày đồ hồi xưa là làm bằng chân tay. Dạ. Nên nó quen theo cái sức chân tay. Dạ. Chó là như vậy. Rồi con đi về chú đi. Dạ.